Chào các bạn, chúng ta đến với chủ đề tiếp theo, cẩm nang tuổi Hợp dành cho người tuổi Sửu. Thưa các bạn, trong cuộc sống, chúng ta phải ăn ở, giao lưu và làm việc với rất nhiều người. Có người khi kết hợp với ta thì mang lại niềm vui, sức khỏe, hạnh phúc, mọi việc hanh thông. Có người khi kết hợp với ta thì ngược lại trục trặc, ốm đau, bất hòa, thậm chí đổ vỡ, trở mặt, phá sản, hận thù. Chúng ta biết rằng mỗi người mang một cặp can chi và ngũ hành của riêng mình. Khi kết hợp với can chi, ngũ hành của người khác sẽ tạo ra nhiều chiều tác động. Mỗi người cũng là một trung tâm năng lượng có khả năng thu phát các dải tần số khác nhau. Nếu hòa hợp thì tương sinh, cộng hưởng, trở nên tốt đẹp. Nếu không hòa hợp thì nhiễu sóng, khắc chế lẫn nhau, cản trở sự phát triển của nhau. Chúng tôi đã sàng lọc các quan điểm khoa học về âm dương, ngũ hành, can chi, cung mệnh cùng với thực tiễn chứng minh để tìm ra cho bạn những tuổi mà khi kết hợp với nhau thì xác suất mang lại thành công là lớn nhất. Các bạn có thể lựa chọn những tuổi này để làm ăn, tìm cộng sự, xây dựng ekip hợp tuổi, kết tình bằng hữu, chọn năm sinh con, nhân duyên đôi lứa, vân vân. Vậy bạn có muốn biết những người đó hay không? Tôi sẽ nói ngay cho bạn. Sau đây là 10 tuổi hợp nhất, xếp theo thứ tự giảm dần. Đối với người sinh năm Ất Sửu 1985, đó là các tuổi Canh Tý 1960, Giáp Tý 1984, Mậu Thân 1968, Canh Thân 1980, Canh Thìn 2000, Canh Tuất 1970, Bính Tý 1996, Nhâm Tý 1972, Canh Ngọ 1990 và Quý Mão 1963. Đối với người sinh năm Đinh Sửu 1997, đó là các tuổi Giáp Tý 1984, Giáp Ngọ 1954, Nhâm Tý 1972, Tân Hợi 1971, Nhâm Dần 1962, Nhâm Thân 1992, Ất Dậu 2005, Tân Dậu 1981, Nhâm Ngọ 2002 và Canh Thìn 2000. Đối với người sinh năm Kỷ Sửu 2009-1949, đó là các tuổi Giáp Tý 1984, Canh Tý 1960, Nhâm Tý 1972, Mậu Tý 2008, Canh Thân 1980, Giáp Ngọ 1954, Mậu Thân 1968, Mậu Ngọ 1978, Giáp Thìn 1964 và Giáp Tuất 1994. Đối với người sinh năm Tân Sửu 1961-2021, đó là những tuổi Bính Dần 1986, Canh Tý 1960, Mậu Ngọ 1978, Kỷ Dậu 1969, Mậu Tý 2008, Mậu Dần 1998, Giáp Tý 1984, Bính Thìn 1976, Bính Tuất 2006 và Đinh Dậu 1957. Đối với người sinh năm Quý Sửu 1973, đó là những tuổi Mậu Tý 2008, Bính Tý 1996, Nhâm Tý 1972, Canh Tý 1960, Mậu Thìn 1988, Mậu Tuất 1958, Kỷ Tỵ 1989, Ất Mão 1975, Giáp Tý 1984 và Quý Tỵ 1953.